Có chủ quan bài 1. Bài 1 cực kỳ đơn giản. Thứ nhất là các bạn sẽ tìm giúp cho thầy một cái thư mục nào đó mà khi mà mình build dự án lên mà nó báo là có tiếng Việt á, thì mình chuyển qua thư mục khác giúp thầy. Và tốt nhất là các bạn sẽ tìm trên máy của mình ổ C, ổ D gì đó. Ổ C, ổ D gì đó mà nó sẽ đảm bảo rằng là không chứa cái đường dẫn tiếng Việt ở trên này. Đây, đường dẫn trên này là không có tiếng Việt, không có tiếng Việt có dấu nha, nó không hiểu. Và các bạn tạo giúp cho thầy cái thư mục là MOB 1014, và cái này nó thuộc về cái môn học trước rồi, IT 101 rồi. Mình đã có cái folder là FPT Polytechnic và mình có mã của từng môn học, thì mình nên làm như vậy cho 7 học kỳ của mình. Mình học qua 20 môn học chẳng hạn thì nó có 20 folder. Và đến lúc mình bảo vệ tốt nghiệp, mình nhìn lại cái folder FPT Polytechnic là mình thấy hết tất cả cái quá trình học của mình. Đừng có lưu tùm lum, đừng có lưu bất kỳ ở đâu mình muốn cũng lưu được, không nên. Lưu chỗ thôi. Rồi. Như vậy tạo cái thư mục FPT Polytechnic dễ hay khó? Ok. Tạo thư mục MOB 1014 dễ hay khó? Rồi, ok. Bạn nào nói khó giơ tay nha. Mà đã là dễ rồi thì tí nữa mình phải làm cho đúng. Bạn nào làm không đúng thì không tính. Bởi vì việc đó nó giống như là quy định của công ty. Bạn vào công ty bạn làm, người ta quy định như vậy. Mà kêu không, em không thích cái cấu trúc này, em thích cái của em. Ok. Thì em làm công ty khác. Đơn giản thôi. Rồi. Mình sẽ chọn New Project. New. Chọn Java Backend. Chọn Java Application. Kịp chỗ này không? Những bạn mà chưa từng tạo thì chú ý chỗ này giúp thầy. Rồi tiếp theo. Các bạn chọn Next. Chỗ này các bạn tìm đến cái thư mục mà lúc nãy mình tạo cái thư mục là MOB 1014. Mình tạo ở đâu thì mình browse, mình tìm đến giúp thầy. Và chỗ này các bạn sẽ gõ cho thầy số thứ tự. Ví dụ như của thầy là 00. Mã số sinh viên BS1 9200, ví dụ vậy. Còn mã số sinh viên của bạn bao nhiêu thì các bạn gõ vào. Biết mã số sinh viên của mình không? Biết. Ok. Quang Bình. Cái này là gì đây? À, họ lốt tên không dấu. Mình tên gì biết không? Biết không? Không cần copy ha. Không cần copy vẫn biết. Ok. Lab 1. Lab 1. Lab 2 thì mình tạo cái project lab 2. Lab 1 mình tạo project lab 1. Finish. Rồi trong cái đề lab của mình nó có nhiều bài. Trong bài lab của mình nó có nhiều bài. Nó có bài 1 là nhập họ tên điểm. Bài 2 là tính chu vi diện tích. Bài 3 là tính thể tích. Bài 4 là lập data. Bài 5 là random. Vậy thì ở chỗ này chúng ta vô đây, chúng ta hôm trước là thầy hướng dẫn các bạn là gõ code ngay đây luôn. Còn bây giờ mình không gõ code. Mình gõ vô đây giúp thầy chữ bài 1 mở đóng ngoặc chấm phẩy. Thấy không? Nó nói gì? Bài 1 này mình chưa viết. Bị lỗi đúng không? Mình cứ gõ trước đi. Và mình đưa vô con trỏ đây nè. Nó gợi ý cho mình làm gì? Tạo bài 1. Enter một cái. Thấy nó tự tạo cho mình bài 1. À, cấu trúc của nó là private static void bài 1. Kệ nó đi. Mình không cần học thuộc, không cần làm cái này. Mình cứ
gõ vô chữ bài 1 nó báo lỗi, thì đưa con trỏ phía trước này, click vô một cái, nó gợi ý cho mình là tạo cái bài 1. Thì mình cứ thế mình tạo thôi. Được chưa? Mình cứ tạo. Và nó đã tạo ra cho mình bài 1. Và mình xóa cái đoạn code này đi. Xóa cái đoạn code của nó đi. Rồi, bây giờ mình viết bài 1 vô đây. Mình viết cái nội dung bài 1 vô đây. Bài 1 của mình là mình sẽ sử dụng cái scan. Cái scan này các bạn sử dụng cái class là scanner. Và cái class này là người ta viết cho mình. Cho nên là chữ cái đầu tiên là viết hoa. Còn ở phía sau này là cái biến do mình tự tạo. Thì mình dùng lại cái biến có cái tên gần giống với cái class. Là mình vẫn dùng là scanner nhưng viết thường. Nó gần giống thôi. Chứ nếu như mà bạn khai báo tên biến là scanner này nữa thì nó bị vi phạm cái nguyên tắc gì ở đây? Vi phạm gì? Đặt tên biến không được trùng với từ khóa. Mà cái chữ scanner nó là tên của một cái class người ta đã xây dựng cho mình rồi, thì coi như đó là một từ khóa. Bởi vì người ta đã xây dựng cho mình và mình đã dùng rồi, thì mình không được đặt tên biến trùng với nó. Nhưng do trong Java và C nó phân biệt chữ hoa và chữ thường, cho nên mình đặt scanner là chữ thường. Thì tôi đâu có giống anh đâu. Anh là scanner S viết hoa, còn tôi là scanner S viết thường. Khác nhau mà. Cho nên nó tương tự thôi chứ nó không giống. Thì đặt được ha. Rồi new bằng new scanner. Và cấu trúc ở chỗ này của mình là system S, I, S, S viết hoa nha. S tầm chấm in. Cấu trúc của mình là như thế. Và khi nào mà chúng ta có nhập thì chúng ta nhớ cái dòng lệnh này. Và tại thời điểm này thì cứ học thuộc đi. Còn xài lâu thì nó quen, là mình nhớ. Còn bây giờ thì mình tạm thời là mình cứ học thuộc. Tiếp theo, mình cần một cái biến để mình giữ cái họ tên. Và họ tên thì kiểu dữ liệu là string. String họ tên. Và nên tập viết tên biến theo kiểu này. Tại vì bạn viết họ tên mà chữ T viết thường cũng được, nhưng mà nó khó đọc. Đó. Ví dụ như chỗ này bạn viết chữ này, hôm trước mình có nói rồi đúng không? Chữ này đọc là gì? À ok đúng. Còn ai đọc kiểu khác không? Cô Ngân cũng đúng luôn. Vậy cuối cùng là thầy đang muốn ghi gì? Khó biết lắm. Nếu mà thầy ghi vậy nó biết chắc thầy đang muốn cái gì, ghi cái gì đúng không? Nhìn nó rất là dễ, nó clear. Rồi họ tên. Và chỗ này chúng ta để đó, tí nữa chúng ta sẽ nhập sau. Và điểm double, điểm chấm phẩy. Mình học C rồi, mình muốn nhập thì trước khi nhập mình đưa một câu thông báo để người ta biết là mình muốn nhập cái gì. Bạn không đưa thông báo vẫn được, nó vẫn nhập vào. Nhưng mà chương trình chạy rồi mình cũng không biết là chạy hay chưa, và cũng không biết là người ta yêu cầu mình nhập cái gì. Cho nên tốt nhất là chúng ta sẽ thông báo. Cấu trúc đúng của nó là gì? System. System.out.print. Đó, đó là cấu trúc đúng của nó. Mình ghi đầy đủ là như thế. Ví dụ như chỗ này mình sẽ thông báo ra là nhập họ tên 2. Cách ra. Và ở dưới chúng ta sẽ có họ tên bằng scanner.net gì các bạn? Netline. Đó là cấu trúc để mình nhập chuỗi. Và bây giờ cái lệnh ở phía trên là system.out.print. Mình có thể viết tắt là gì?
S out control space, gợi ý cho mình một lệnh enter, nhưng mà nó là gợi ý là cái lệnh là green line, mình bỏ đi và chỗ này mình để là nhập điểm hai chấm cách ra. Điểm của mình bằng gì? Scanner control space chấm net double và chúng ta đã có điểm xuất ra. S out chúng ta sẽ có theo như đề, theo như hướng dẫn trong lab, phần trăm S cách ra, phần trăm F chỗ này là gì? Chấm 2. Còn tại sao chấm 2 là mình đã học bên C rồi, còn nhớ không? Tại sao chấm 2? Tại vì mình muốn gì các bạn? À, nó sẽ lấy hai số thập phân thôi. Và chỗ này mình sẽ đưa vô đây là họ tên phẩy điểm, họ tên phẩy điểm đang bị lỗi gì? System.out.print lỗi gì đây? À, println. Ok, mình dùng định dạng cho nên là phải printf. Tốt rồi, bây giờ mình đã xong cái phần bài 1 chạy. Bài 1 họ tên Bình điểm 8 enter Bình 8. Nếu cần thì mình ghi thêm chỗ này chữ gì các bạn? À, chỗ này điểm rồi signer gì đó. Như vậy mình đã xong bài 1. Bây giờ bạn viết bài 2 tương tự như vậy. Không cần viết bài 2 trước. Mình vô đây mình gõ bài 2 mở đóng ngoặc chấm phẩy. Lỗi không? Lỗi. Chưa có mà lấy gì gọi? Mình chưa viết mà. Nhưng mà mình cứ gõ trước. Vô đây. Nó nói là tạo cái phương thức bài 2. À, mình bấm vô đây nó báo lỗi nè. Mình bấm vô cái chuông nè. Thì nó gợi ý cho mình chỗ này. Bấm vô đây một cái. Nó tạo bài 2 ở dưới nè. Tương tự như vậy. Mình xóa cái này đi. Xóa đi. Và mình gõ bài 2 vô đây. Bài 2 của mình làm gì? Dài, rộng, chu vi, diện tích, double, dài, phẩy, rộng, chấm phẩy. Bây giờ mình cần nhập không? À, có. Rồi mình có chu vi, diện tích khai báo luôn. Chu vi, diện tích khai báo luôn. Như vậy mình sẽ cần nhập scan bằng new scan mở ngoặc system.in, cố gắng học thuộc thôi. Rồi chỗ này mình sẽ S out chiều dài, nhập chiều dài hai chấm cách ra, dài bằng scan chấm gì? Net double chấm phẩy và làm biến, copy cái đoạn này cho nó nhanh xuống, nhập chiều rộng và rộng bằng, được chưa? Và chỗ này chúng ta sẽ có chu vi bằng dài cộng rộng nhân 2 chấm phẩy, diện tích bằng dài nhân rộng, xuống hàng xuất ra S out chu vi. Chỗ này mình sẽ dùng print
ép đi chu vi 2 chấm phần trăm gì các bạn? Ép, ok. Rồi xiệt t diện tích 2 chấm phần trăm ép, chỗ này phẩy chu vi phẩy diện tích. Rồi xong, mình đã có được chu vi diện tích. Bây giờ cái bài của mình là liên quan đến gì nữa nào? Đề yêu cầu gì nữa? Tìm được nhỏ nhất. Mình sẽ dùng min, cạnh nhỏ nhất, dùng max chấm min để mình tìm cạnh nhỏ. Và chỗ này mình sẽ xuất ra, chỗ này mình dùng printf cho nên nó không tự động xuống dòng. Mình muốn xuống dòng mình phải làm gì? À, một là println, hai là mình dùng cái lệnh này luôn. Thì mình làm gì chỗ này nữa? Xiết, xiết n, ok. Và chỗ này mình sẽ in ra là cạnh nhỏ, cạnh nhỏ. Rồi chỗ này phẩy max chấm min của dài rộng. Tại sao lỗi? Tại sao lỗi? Dài rộng à, chỗ này cộng chứ. Vậy chỗ này là mình đang dùng print line mà, mình đâu có phải được. Rồi ok, max chấm min dài rộng, được không? Được ha. Rồi bây giờ ở trên này bài 1 mình chạy được chưa? Rồi control xiệt để cho nó tạm chú thích đi, không chạy nữa, mình chạy được rồi. Chạy bài 2, run file, nhập chiều dài 5, nhập chiều rộng 7, enter, chu vi 12 x 2, diện tích 35, cạnh nhỏ 5. Xong bài 2 chưa? Dễ không? Dễ nha. Những cái gì mà chúng ta chưa quen thì các bạn sẽ làm từ từ. Thứ nhất là quay trở lại cái câu hỏi hôm trước, bài toán yêu cầu gì? Trong đầu của mình phải nhớ được bài toán yêu cầu gì cái đã. Bài 2 là bài toán yêu cầu gì? À, tính chu vi diện tích. Mà muốn tính chu vi diện tích thì phải có dài rộng. Mà muốn lưu được dài rộng thì phải làm gì? Phải khai báo biến. Đó, mình hỏi từng câu và mình trả lời từng câu thì cuối cùng mình làm được thôi. Trừ khi bạn không hỏi gì, bạn chỉ hỏi ủa hồi nãy thầy viết gì vậy, là không bao giờ tự làm được. Không bao giờ. Đừng có hỏi là thầy viết cái gì, mà phải hỏi đề yêu cầu cái gì. Đó, thì các bạn mới tự viết. Chứ còn hỏi hồi nãy dòng trên thầy viết gì, dòng dưới thầy viết gì, bỏ tay. Không thể học được, không thể tự học được. Yeah. Như vậy, tí nữa chấm bài thì thầy sẽ quan tâm thứ nhất là cái tên project các bạn đặt đúng không? Nếu tên cái project các bạn đặt mà không đúng, khỏi chấm. Đúng rồi đã, bạn nào không đúng thì tạo lại cái project mới giúp thầy. Và trong cái project của các bạn chỉ có một file main thôi. Một file có main thôi, đừng có làm nhiều main. Đừng có làm nhiều main. Một file thôi. Rồi mình cứ viết cái hàm mà mình cần gọi. Nó báo lỗi là cái hàm nó chưa có, thì mình bấm vô cái chỗ lỗi đó thì nó gợi ý cho mình là tạo thêm.
tạo thêm phương thức. Ví dụ bây giờ bài 3 đi, mình viết bài 2 xong rồi, bây giờ chỗ này mình viết bài 3, mở đóng ngoặc, chấm phẩy, lỗi, thì mình làm gì tiếp? Click chuột vô cái lỗi này nè, chọn create method, đây nó tự tạo cho mình bài 3 luôn. À, mình lợi dụng nó, lợi dụng cái báo lỗi của nó để mình tạo cái phương thức cho mình. Xóa cái nội dung này đi và gõ nội dung bài 3 vô đây, dễ ha. Đó là cách đơn giản nhất cho các cái dự án đầu tiên, và chúng ta cũng không cần nhớ, không cần biết, cứ chạy đi cái đã. Đó, với dự án đầu tiên bạn chạy giúp cho thầy đi, rồi từ từ bắt đầu mình mới nhuần nhuyễn, rồi lúc đó mình bắt đầu tự viết. Ok, bài 3 làm gì? Tương tự như vậy, mình tính thể tích bằng hai cách: thể tích bằng cạnh nhân cạnh nhân cạnh, hoặc là mình dùng mass, dùng thư viện mass để mình tính, mình dùng pound là mũ ha. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ tính khối lập phương đối với bài 3. Đối với bài 3 chỗ này thì tương tự như vậy, các bạn sẽ có một cái biến liên quan là scanner. Rồi, ok, thử coi nào. Không hiểu, rồi được rồi. Mình sẽ sử dụng cho bài 3 scanner, và chúng ta có cạnh double, cạnh chấm phẩy, edge out, cạnh hai chấm, cạnh bằng scanner chấm. Net double chấm phẩy. Và chỗ này chúng ta sẽ xuất ra thể tích một. Mình sẽ dùng gì? Cộng với thể tích một, cộng với mở đóng ngoặc, cạnh nhân cạnh. Đó là cách đầu tiên. SL bạn sẽ để là thể tích 2. Mình có cách 2 cộng với gì? Mass chấm pound và cạnh mũ 3. Đó là cách 2. Cách 1 và cách 2. Trong đề người ta nói là dùng hai cách tính thể tích. Một cách là cạnh nhân cạnh nhân cạnh, một cách là dùng mass chấm pound. Và chỗ này bài 2 mình đã chạy được rồi, Ctrl xuyệt không chạy nữa. Chạy bài 3. Mình thử bài 3 nào. Shift F6. Cạnh 5, 5, 5, 25, 75 đúng không? Rồi, 5, 5, 25 nhân cho 5 nữa. Thể tích theo cách tính 1 và cách tính 2 đều ra 125. Bài 3. Rồi, có chỗ nào mà mình cảm giác là mình theo không kịp không? Bài 1, bài 2, bài 3. Và các bạn tổ chức code như vậy nó rất là rõ ràng, dễ nhìn. Và lúc nãy đến giờ các bạn thấy là ứng với mỗi cái mở ngoặc nhọn thì bạn có một cái đóng ngoặc nhọn. Và làm gì đó làm?
đừng có mất cái dấu đóng giúp thầy. Lúc nãy có bạn là khi code nó bị lỗi và do là mình mất cái dấu đóng. Rồi bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Bài 4 tương tự như vậy. Bài 5 random. Các bạn tự làm giúp thầy, bạn nào xong cái bài random thì cho thầy biết. Ha, các bạn làm 1 2 3 4 5 theo cấu trúc này và các bạn viết hết ra đây, 1 2 3 4 5 5 bài. Viết rõ ràng như vậy nha. Clear như vậy giúp thầy. Bài 1 viết code bài 1, bài 2 viết code bài 2, bài 3 viết code bài 3. Và quay trở lên chúng ta cũng tạo bài 4 trước. Nó báo lỗi thì chúng ta click vô nó create cái method cho thầy là xong. Cực kỳ dễ các bạn.